Thân ái kính chào quý vị, chúng ta được gặp nhau trên kênh kỹ thuật thi công cơ điện. Thì kính thưa quý vị, sau một thời gian làm YouTube, cảm ơn quý vị đã đặt ra những câu hỏi mà làm cho não tôi càng ngày càng hoạt động hơn, làm cho tôi được thông minh hơn và khôn hơn. Cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị đã chính đào tạo tôi trở nên con người có được kiến thức sau khi tôi phải chịu khó học bài nhiều hơn để trả lời cho những câu hỏi và những cái góp ý hay là những cái chửi để làm cho tôi được động não hơn. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Thì thưa quý vị, không phải lúc nào tôi cũng nói đúng. Và thứ hai nữa đó, thì thưa quý vị, có một số trình độ chuyên môn về kiến thức chuyên sâu quá rộng. Và thứ hai nữa là do một số cái nội hàm tôi nó chưa chuẩn, cho nên quý vị thông cảm giùm cho tôi. Ngày hôm nay tôi sẽ phân tích cho quý vị so sánh giữa hai cái tủ mà giữa một cái trường mà đưa ra yêu cầu đây bởi một cái công việc mà tôi hướng dẫn một thạc sĩ đang dạy trường đại học để đi thi bậc nghề. Thưa quý vị, cái bản mà thiết kế này vì nó là một vấn đề tế nhị cho nên tôi không thể đưa cho quý vị là cái này ở đâu. Đây là một bài thi mà tôi nghĩ rằng nó quá ư là lạc hậu rồi, quá ư là lạc hậu và chủ quan của một người thiết kế. Kính thưa quý vị, đây là cái thiết kế bố cục trình bày của một đề thi tay nghề dành bậc 5-7. Thì ở tầm cấp quốc gia nha, cho nên là quý vị sẽ thấy là bố trí như thế này để thiết kế một cái con timer để bố trí như thế này. Và ở đây đó nó có cái miếng vòng ra nè, mà tôi yêu cầu là cô giáo á là phải để lên trên, vì không có mặt bằng nào để mà bố cục như thế này thì làm sao mà được phải đạt về vấn đề thẩm mỹ. Thì thưa quý vị sẽ thấy là ở đây tôi đưa những cái đẹp thì nhưng mà yêu cầu của cô giáo đó thì của cô giáo đó là phải tháo đi để em làm cho đúng cái theo yêu cầu của đề bài. Thì thưa quý vị sẽ nhìn thấy là cái bố cục như thế này làm sao để che giấu được những cái lằn nhằn như thế này. Thưa quý vị, cái này là chúng ta phải cải tiến vì đây là chủ quan của một người mà để áp đặt để làm theo thì cái người đó tôi nghĩ là cái người mà ra cái đề thi này đó thì không có cập nhật thực tế mà cũng chẳng bao giờ thèm để coi thử là ở ngoài người ta như thế nào. Ông thầy này, ông thầy trong bậc giảng không tiếp xúc thực tế thì quý vị sẽ nhìn thấy là nó như thế này, nó gớm như thế này. Quý vị đang nhìn học viên của tôi đây đang bố trí các bạn qua cái tủ cuốn khởi động sao tam giác, quý vị sẽ nhìn thấy là tôi yêu cầu phải làm cái gì, có nẹp che như thế nào, quý vị sẽ nhìn thấy rõ nó khác không. Hôm nay hai bạn đi thực tập tủ để tốt nghiệp ra cái khóa học của tôi thì các bạn nhìn thấy cái cách bố trí như thế này các bạn có chấp nhận được hay không. Nếu quý vị mua cái tủ này quý vị có thể chịu được không? Chắc chắn là quý vị không đồng ý đúng không ạ? Ý tôi đơn muốn nói ở đây đó là gì, không phải giáo sư tiến sĩ là luôn luôn nói đúng mà chúng ta phải xem hàm ý và nội hàm ở trong đó có cái gì ở trong đó để chúng ta phân tích và chúng ta phải có tư duy phản biện để chúng ta đi tới những cái bước tốt hơn. Thì quý vị thấy nhìn thấy là tủ nó vẫn chạy nhưng mà một số cái mình đang tháo ra thì nó bình thường thôi và mặt nó vẫn hoạt động bình thường, quý vị thấy không? Nhưng mà cái tủ này nó kinh quá quý vị. Chúng ta không được che chắn và đẹp nó như thế nào cả. Thì tôi không phải là che vì tôi đang làm trong vấn đề là chia sẻ kiến thức về kinh nghiệm để chia sẻ thì tôi sẽ phân tích cho quý vị thấy nó có sự lạc hậu như thế nào trong cái dạy nghề của chúng ta. Làm sao quý vị nhìn thấy là như thế này để mà đi lấy tiền được khách hàng, quý vị không được. Thì ở trong này nội dung nó đầy đủ hết, về cái thiết bị nó không có. Ở trên này cái bộ thiết kế bảo vệ ở đây là quý vị sẽ biết là gì không, nó cũng chẳng không có luôn, nó cũng sẽ không có luôn. Cái gì vậy? Không có bộ bảo vệ relay đàn áp vì khi có mắc pha đi nữa thì cái này nó chạy chết luôn. Và quý vị có thấy là ở đây này á là nó có nắp chuyển ampe rất là rõ ràng không? Quý vị thấy nó rõ ràng thì nó ok thôi, không có vấn đề gì thôi. Ok, thì quý vị sẽ nhìn thấy là ở đây nó, tôi muốn giới thiệu quý vị so sánh hai cái khái niệm khác nhau về một cái là được dạy như thế nào và như thế nào. Cảm ơn quý vị đã ghé thăm kênh. Xin chúc quý vị có những video hữu ích. Tôi cố gắng đào tạo chính bản thân mình và học thêm nhiều cái kiến thức từ những giáo sư tiến sĩ mà những người thầy bậc của tôi đang có những kiến thức đó để tôi giải quyết những cái vấn đề mà đang giải quyết những thắc mắc cho quý vị và các bạn để nâng cao được cái tầm nhận thức cao nhiều hơn. Tôi cảm ơn quý vị đã dạy cho tôi càng ngày càng được khôn hơn. Cảm ơn quý vị cảm thấy những video hữu ích xin hãy like share video. Tôi cảm ơn quý vị.